Vâng, thì mình là Jelly Minh đây. Thì mùa giải cũng đã reset được 2-3 ngày hôm nay rồi. Thì giờ mình mới leo được lên huyền thoại 12 sao thôi. Thì mọi người xem video thì mọi người nhớ ấn like và đăng ký cho mình nhá. Và mình đặc biệt là mình leo chế độ này này, thì mình chỉ có leo đơn thôi, mình đi ghép ngẫu nhiên nhá. Thì rất mong được mọi người ủng hộ mình nhá. Ok, hello anh em, thì chào mừng đã quay trở lại kênh YouTube mình nhá. Thì mình là Jelly Minh đây. Thì mình xin chúc cả anh em xem video mình khá là vui vẻ nhá. Và đến với cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách leo danh tử chiến nhá, và để anh em có khả năng là 100% mà để anh em lên danh nhá, và hạn chế để bị tụt sao nhiều nhất nhá, có thể nhá. Đó, và trong cái trận đấu lần này thì nó cũng là cái trận đấu danh đầu mùa luôn đó, và mùa danh này cũng reset được 2-3 ngày hôm nay rồi, thì nay mình mới có thời gian để ra video cho anh em, mình hướng dẫn cho anh em nhá, để anh em có thể leo danh một cách tốt hơn, hiệu quả nhất có thể nhá. Và trong cái giao đấu đầu tiên là này, thì như mọi lần mình đã nói rồi, cái giao lục thì anh em cứ bắn hết sức mình đi đó, anh em có sao thì anh em bắn vậy chết cũng được. Qua giao, qua những cái giao đấu mà anh em có súng xịn ấy, có những súng tiểu liên, súng phẩm vun ấy, thì anh em mới bung hết sức của mình ra nhá. Còn cái giao lục thì anh em cứ bắn thoải mái đấy, anh em cứ tự tin mà khoe cá tính đi. Đây mình vừa bắn gùm tên này, mình đang cố gạt đây, và hiện tại trên bản đồ thì còn đúng một mình thôi. Đây mình bật hôm để mình check xem có thằng nào đến gần mình không. Đấy, ui có một tên là đứng cạnh tường luôn rồi kìa. Đấy, bây giờ thì mình cũng bỏ tay rồi. Cái trường hợp này thì đúng là chịu rồi anh em ạ, nó có dồn mình quá là kinh khủng luôn. Đấy, đôi súng lục này, cầm kiếm chém này, ôi nó áp sát, nó chém mình à. Đấy thôi, thì giao đấu đầu tiên thì nó cũng thất bại rồi anh em ạ. Đấy, và mình quan trọng nhất là cái giao đấu mà thứ tư nha anh em. Đấy, để mình chiến thắng là giao đấu thứ tư nha. Còn giao đấu mà như những cái giao đấu như lần này ấy, mà nó thua thì nó, anh em không cần bận tâm đâu. Quan trọng là mình thắng là được anh em ạ. Đấy, mình thắng mình dèm cậu xào được. Đấy, anh em cứ bắn dùng hết những cái tư duy của mình để anh em bắn. Đấy, và anh em có thể coi mình để anh em mà học cách di chuyển nhá. Đấy, như cái pha này này, ba thằng nó dồn mình đúng không, mình tắt keo, mình chạy vòng ra đằng sau luôn. Đấy, mình chạy vòng ra đằng sau thì mình móc lốp nó luôn. Đấy, bắn phát cục hai luôn này anh em. Đấy, anh em thấy không, mình bắn là mình bắn theo cái thế chủ động nha anh em. Đấy, bắn này không để tạo được cho team địch có lợi thế để áp sát mình, mình bắn mình luôn chủ động trước, mình sẽ không để bắn để theo hướng chủ để bị động nha anh em. Đó, anh em có thể coi này. Đây, và tiếp tục mình đã gỡ lại được một trận đấu đều nhá. Hiện tại bây giờ là một đều rồi. Đấy, bây giờ thì có súng xịn ở đây anh em. Đấy, có UMP rồi. Đây, anh em có thể thấy mình đã có UMP rồi, mình đang chọn một cái góc khá là ok để cùng đồng đội mình để quan sát đã. Đây, như cái map này thì nó khá là mới nên là mình cũng chưa thể nào mà mình di chuyển tự tin được, nên là mình chọn cách là mình thủ nhá, để mình quan sát xem địch di chuyển theo hướng nào nhá, để mình bắn nhá. Đó, anh em cứ bình tĩnh thôi. Những pha nào mà anh em bình tĩnh được đây. Pha này mình bắn gục là một tên này đẩy lên rất là ẩu này. Đấy, anh em chỉ cần chọn góc có ok một tí. Ôi, mình đã có một tên ở mé nhà bên kia nó bắn này, dựng quả keo ra để cho là an toàn để bơm máu. Đấy, anh em cứ chọn vị trí ok, pha nào mà anh em cảm thấy mà công được thì anh em công luôn, còn pha nào mà đã không công được ấy thì anh em cứ chọn vị trí thủ cho mình để quan sát xem tên địch nó di chuyển hướng nào, anh em bắt bà đâu nhá. Đấy, anh em cứ bơm máu đầy đã. Như pha này mình bơm máu đầy để mình quan sát này. Đấy, mình cứ quan sát thôi. Đấy, cứ tên nào mà lao lên ẩu ẩu là mình ra, mình cho nó bể đầu liền. Ui, pha này đứng bắn là ui rồi phun đỏ luôn này. Đấy, anh em thấy không? À, mà mình cũng nói luôn là kênh của mình là hiện tại vẫn là đang theo hướng là chia sẻ cho anh em những dòng độ nhạy và nút bắn nhá. Đấy, mà anh em nào mà còn chưa có độ nhạy nút bắn thì kéo tâm phun màu đỏ này, kéo tâm headshot đến 90% thì anh em cứ bình luận các dòng máy của anh em xuống, mình sẽ dép hết tất cả các dòng máy của anh em nhá. Đấy, cố gắng làm video cho anh em coi để anh em giải trí này, anh em leo danh này. Đấy, leo danh độ nhạy bắn phun đỏ kỹ năng này mà anh em không một like một đăng ký cho mình nữa thì mình cũng không biết nói cái gì luôn đấy. Đấy, tại vì một like một đăng ký nó là free mà. Đấy, anh em cứ tặng mình một like một đăng ký đi, và mình sẽ cống hiến hết tất cả tâm huyết của mình, độ nhạy hoặc là cách thủ thuật gì để leo danh để giúp anh em bắn tốt nhất để có thể nhá. Đấy, anh em cứ like và đăng ký cho mình là mình cảm thấy vui rồi, mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây, mình vừa thắng ra đấu thứ hai, thì qua ra đấu này thì mình cũng đã chọn 10 góc khá là ok. Đây, mình đẩy lên và mình chọn cái góc này nhá, mình không được gì phải đẻo. Và bây giờ mùa danh hiện tại thì nó cho phép hai kỹ năng nhân vật rồi, và anh em có thể tham khảo kỹ năng nhân vật của mình. Đây, phun đỏ tiếp này. Đấy, anh em có thể thấy không, bắn ra đạn phát nào đỏ phát đấy. Mình chọn là hai kỹ năng nhân vật đó là ngộ không và cái con đĩa bay, con hôm này anh em. Đấy, cái con này mình sử dụng này nhá. Và cái con bét thì mình anh em mình khuyên anh em là cho lên chọn cái con mà giảm thời gian hồi chiều là ngon nhất anh em. Còn cái kỹ năng mà chim này là mình cầm nhầm đấy, mình cứ quên là mình phải ra để mình chọn con bét kia, nhưng mà mình cứ nhầm là chuyển sang con bét này ấy. Đấy, anh em có thể tham khảo là ngộ không này, hôm này,
con vét giảm thời gian hồi chiêu và ba combo kỹ năng này. Anh em vào leo danh thì bét luôn, mình khẳng định với anh em là leo danh ok luôn đấy. Còn mà anh em mà lên cao hơn ấy thì anh em có thể chọn những kỹ năng mình sẽ ra thêm video. Nếu mà anh em muốn xác định lên danh cao, lên danh thách đấu luôn thì anh em sẽ chọn những cái kỹ năng mà nó nâng cao hơn nhá. Đấy, anh em cứ bình luận phía dưới, nếu mà anh em thích thì mình sẽ làm. Còn bây giờ còn một tên thôi, mình vừa bắn sấp mặt lờ với thằng này xong. Đấy, ui, chết rồi, ôi, mình cũng adup mà nó cũng adup, trời ơi, mình không để ý ạ. Thôi, bây giờ là đều nhá, hai đều đấy. Đấy, anh em thấy căng không? Đầu mùa bắn cũng gắt đây anh em ạ. Đầu mùa toàn những dân chơi bro từ danh cao xuống nó ngang nhau thôi. Mình thì mùa trước mình đạt là 120 mấy sao ấy, mình reset xuống còn kim cương 4. Và hiện tại mình cũng leo được lên cao thủ 10 mấy sao, mình không nhớ nữa. Đấy, anh em nào mà chưa biết leo danh ấy thì anh em không để bỏ qua được cái video của mình đâu nhá. Mình hướng dẫn rất là chi tiết luôn. Đấy, bê cặp sọt gun thì tự tin bắn rồi. Mình vào cái map này thì mình cứ bật kỹ năng lên xong rồi mình đẩy thẳng vào căn nhà này để có góc chủ động nhất nha. Đấy anh em, đều mình vừa thấy một tên nó lao ra ngoài này. Đấy, ui vào trong nhà rồi anh em ạ. À, khó sự đã. Ôi đồng đội mình hay quá, đồng đội mình cover rất là tốt luôn. Đấy, mình bắn mà đồng đội mình cover và hiểu ý nữa thì mình ok luôn. Pha này có một thằng dục ở đây. Đấy, mình ra mình la điểm này. Đấy, đồng đội mình cũng cover từ phía xa nên mình mới kêu chủ động mình lao lên nhá, chứ không phải là mình lao lên một phát một đâu. Ôi ok, cục hai rồi này. Đấy, bây giờ thì tìm thằng cuối thôi. Đấy. Đấy, đồng đội rất là ok luôn. Trận này ghép thì không gặp mấy đồng đội mà ngơ. Đồng đội khá là hiểu ý, mình rất là ok. Ôi, xong rồi, đây là, xong rồi. Bật vụ có lên rồi. Tiếp tới cũng chuyện là one shot luôn. Rồi, easy. 3-2 rồi nha anh em. Đấy, anh em cứ áp dụng cái mà mình chia sẻ là auto liên danh. Và trong trận đấu mình cũng không có cắt ghép quá nhiều đâu nhá. Đấy, có sao thì mình bắt như vậy cho anh em coi. Đấy, liên danh thì cứ ok thôi, anh em cứ áp dụng cái chia sẻ ấy. Một là anh em biết chọn góc, hai là anh em biết bắn, và anh em nào mà có kiểu kỹ năng cao cao một chút thì anh em kéo tâm phun máu đỏ thì ok luôn. Đấy, anh em bắn phát nào là địch dán phát đấy ngay. Đây như pha này thì mình chọn góc ở trên cao nhá, mình không đi thẳng ở dưới xuống mà mình đi lên trên này mình quan sát nhá. Ui xong rồi, tem địch cũng mất tên rồi, mà mệt tem mình cũng mất một tên nữa. Ui và tình huống khó, mình bật home với cả mình bật ngộ không đấy nhá. Đấy, từ này để mình thử xem cái tiện này, tiện ló ra là bay đầu rồi. Đấy, bây giờ để xem, ui khó rồi, fan mình lên rút nhá, mình không thể bắn lại được. Đấy, ui rút rồi, mình sẽ bơm máu và mình lùi lại về phía sau nhá. Hiện tại trên bản đồ là có hai đồng đội mình đang cover ở trên, thì mình sẽ lên trên nhá, mình sẽ không ở dưới nữa. Thì bây giờ ở dưới khả năng dễ bị toang lắm, tại vì bọn nó đang tập trung hết ở dưới mà. Bây giờ mình sẽ chọn cách là móc nha, mình móc ngược lại đằng sau này. Đây và ôi gục luôn thêm một tên nữa rồi, còn hai tên thôi anh em ơi. Đấy, bây giờ mình quan sát này. Ui bộ mình thì bò xuống, mình sẽ không cứu phát này nhá, không có keo này mình không thể cứu được. Mình đang quan sát xem mấy tên còn lại đâu. À đây, hóa ra tên này nó ở trên này anh em. Ôi giời, hóa ra mình tưởng đâu một tên ở dưới và một tên ở trên ạ. Ôi thế vậy mình để lốt cho bộ mình xử lý tên dưới nha, mình lên mình mon men cái thằng ở trên này xem nào. Ui thế là gục mất tên ở dưới rồi, vậy là còn 3-1 thôi anh em. Ôi trận này thắng 100% rồi, một mình cũng có thể xử được cái tên này luôn. Đấy, mình không cần phải đồng đội nha. Đây bây giờ bo thu rồi, thằng này cũng phải chạy vào rồi, không có chiếc bọn này chạy ra này, đó easy luôn anh em ơi. Vậy là mình đã chiến thắng trận đấu này rồi nhá. Đấy, anh em có thể thấy là leo danh khá là easy luôn, tuy là đầu mùa nhưng mình vẫn có thể bắn tỏa hết sức mình luôn đấy anh em. Đấy, MVP luôn. Trận này thì mình đang kim cương 5 sao luôn. Đó, và chuỗi 9 luôn nha anh em, 4.000 đam luôn anh em ạ. Thôi, và tạm biệt anh em nhé. Nhớ cho mình một like và đăng ký nha anh em.